Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Hôm qua thì mình đã dừng chân tại một cái hòn đảo trên trời nè. Ở phía dưới thì vẫn còn một cái kim tự tháp cũng như là một cái tòa tháp canh mà mình chưa có khám phá đó. Để bây giờ thì mình sẽ xuống dưới để khám phá nốt hai cái đó luôn ha. Còn bây giờ xuống dưới là cả một quá trình nè. Trời lớn luôn, mình là người chơi hệ liệu mà. Ui, ở đây có thanh niên nào hình như mới dùng xô nước nhảy xuống thất bại sao nè. Không phải mình nha, mình không có đội cái mũ đó nha, mình không có đội cái mũ đó đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thanh niên nào á? Hay da, thật luôn á, ở đây cũng có mấy thanh niên liều liều vậy ta. Rồi, trong kim tự tháp nó có những cái con zombie sa mạc. Này thì zombie sa mạc. Để mình cầm đuốc lên cho nó sáng. Zombie sa mạc gặp mình là tàn đời liền. Ui ui, ấn nhầm, vứt cây kiếm. Đi xuống dưới, cẩn thận nha. Mình coi có con chó sói bị điên nào ở đây không. Em thôi đang. Ê. Ui ui. Không biết là cục đó nó có rớt ngay cái tấm áp lực không phải. Mong là đừng có rớt trúng, không thôi là bom nổ. Hên. Chút xíu nữa là toan rồi. Ủa, mà cái kim tự tháp này không có tấm áp lực luôn. À, nó chỉ đặt TNT dưới những cái rương thôi à. Khi mình mở thì nó sẽ tự nổ luôn ha, chứ không cần phải đặt tấm áp lực gì hết. Ra là vậy. Rồi, tiếp tục là một cái Scrap Talisman. Cái này hôm qua mình đã nhặt rồi nên mình sẽ không có nhặt thêm nữa. Buồn vậy. Ê, bên đây lại có thêm một viên kim cương nè. Cũng tốt. Một chút khoáng sản. Không có nhiều đồ giá trị lắm. Nè, lại là khoáng sản. Cũng như là quyển sách Cluster. Còn gì khác không? Đây là cái rương xịn nhất. Cho mình 3 viên kim cương. Tầm 4 viên ngọc lục bảo. Thêm một cái rune. Mà cái rune này là rune mặt trời ha. Hôm qua thì mình đã nhặt được cái rune mặt trăng rồi. Hôm nay còn nhặt thêm được cái rune mặt trời nữa. Rất là nhiều những cái rune khác nhau luôn. Từ từ mình sẽ nghiên cứu về nó nhiều hơn á. Tại vì mình thấy nó cũng khá là hiếm gặp á. Chỉ gặp được trong những cái kim tự tháp giống như vậy thôi à. Rồi giờ thì mình sẽ lấy block để đi lên và tiếp tục khám phá cái tòa tháp canh kế bên nữa. Hình như đó là tòa tháp của những cái tên cướp dân làng thì phải. Rồi, mấy con zombie này thì tránh ra chỗ khác. Chỗ mình đi ra coi. Ê. Ủa. Ừ. Đâu ra cái thành phố vậy? Hồi nãy mình đâu thấy đâu. Tự nhiên bây giờ trước mặt mình là nguyên cái thành phố cướp dân làng luôn. Ôi, có một cái dungeon bát. Cái này mở ra mình sẽ được quá trời đồ luôn. Thôi, để bây giờ mình qua đây mình khám phá cái tòa tháp canh này trước cái đã. Rồi làm gì thì làm. Nè, lần này thì có một anh người sắt bị nhốt trong lòng nè. Mình sẽ giải cứu anh bạn này mới được. Ủa sao mình đập nó không được. Ui sao kỳ vậy. Ở đây, đập được rồi nè. Anh bạn à, đi ra đi, đúng rồi. Chiến đấu nào. Trả thù những cái tên đã nhốt anh đi. Mình sẽ lên đây để lục đồ. Có sắt. Hết rồi. Rương tầng dưới nó chỉ có một chút sắt vậy thôi. Bây giờ lên tầng cao nhất thì may ra mới có thêm một cái rương nữa. Nè, có thêm một cái rương. Thêm một con mắt. Mắt đó hôm qua mới lụm luôn á. Sắt tiếp. Ui, nó nghèo quá. Mấy tên cướp ở cái vùng này nghèo quá trời luôn á. Thôi chịu. Mình còn không thấy cái tên cướp nào ở khúc này cơ. Không biết là bọn chúng đi cướp chưa về hay sao ấy. Trong nhà này có những cái anh người pha len. Đổi đồ các thứ ha. Ok. Còn bây giờ thì Ôi. Nữa. Ender Golem. Đánh không? Thích đánh nhau. Một mình căng hai luôn. Vô. Mình đã không muốn kiếm chuyện mà cứ đi ngang là đấm vô mặt mình à. Dễ nóng thiệt sự á. Rồi mình ngủ giấc đi.
cũng giấc thì mới đi khám phá tiếp được. Chứ đi ban đêm thì hơi nguy hiểm cho mình. Rồi, cất cái túi ngủ vô. Và hôm qua mình có nhặt được một cái vật phẩm tên là Corrupted Beacon. Cái này á, nó sẽ sử dụng linh hồn, cái lượng linh hồn mà mình farm được để mình tấn công ra một cái đòn cực mạnh. Và một lần như vậy thì nó tốn 0,62, 0,6 á, linh hồn á. Nói chung thì cũng khá là rẻ luôn. Ui, ui. Không biết bây giờ mình có nên vô lại cái thành phố này không nữa. Thành phố này mình đã từng khám phá một lần rồi. Nên hay không ta? Bên kia vẫn còn nữa kìa, thành phố đúng bự luôn. Mình sẽ tìm một con nào đó để mình test thử cái tiền này coi. Coi coi nó được bao nhiêu sát thương. Có tên nào ra đây không? Mày bắn thử coi. Đó 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 đó, nó bắn ra cái tia tím tím đó. Không biết là được bao nhiêu sát thương đây. Ôi mà xuống dưới ghê quá. Lần trước mình vô đây hư giáp quá trời luôn mà không có được đồ đồ xịn nhiều lắm. Toàn là sắt với cả vàng thôi. Thôi 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 thôi, né ra né ra. Vì sắt với vàng mà hư cái giáp rồng thì uổng lắm, mình không muốn đâu. Tưởng cái gì xịn hơn thì còn xứng đáng à. À ở đây có con rắn rồi, mình test thử coi. Trời ơi, một đòn như vậy không chết nổi con rắn nữa. Hết linh hồn luôn rồi. Biết thiệt. Trời ơi, ấn có vài cái hết sạch linh hồn luôn. Uổng thiệt. Ui cái này nó bịp lắm, không dùng đâu. Lừa. Trời đất ơi. Khổ thiệt chứ. Mấy cái đồ này mình phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng á. Chứ không thôi dùng tầm bậy giống như mình là thấy không, bị lừa không hay. Ủa cái gì vậy? Ủa cái này là cái gì vậy? À cái bóng của cái hòn đảo bay hết hồn. Tưởng đâu cái gì to đùng đang chuẩn bị rớt xuống chứ. Bây giờ trở về nhà thì mình sẽ làm một cái cây cúp chuyên để mình đi đi đào những cái lòng spawner ha. Tại vì cái cúp này mình thấy nó đào không được nhanh cho lắm. Cực luôn. Mình sẽ làm hẳn một cây cúp bằng kim cương mới hoàn toàn. À mình có kim cương rồi. Que. Mình còn thiếu que. Đây. Làm luôn ha. Cúp kim cương nè. Xong. Ê, nhưng mà hình như mình không có. Không có ngọc lưu ly. Nghèo lắm luôn ấy. Mình không còn một một chút ngọc lưu ly nào trong người luôn để mình có thể cường hóa đồ được. Buồn vậy ta, buồn vậy ta. Vậy thì bây giờ chắc phải đi đi mai để kiếm ngọc lưu ly rồi. Thiệt tình luôn á. Nghèo tới mức mà không có một cục ngọc lưu ly phòng thân luôn. Đợi mình xíu, mình xuống lại cái đường đào của mình. Mình nghĩ là lưu ly cũng không quá khó tìm đâu. Đào một chút để trong tương lai có cường hóa cái gì thì cường hóa luôn. A few moments later. Có thêm được một chút nữa nè. Như vậy thì chắc đủ rồi đó. Hai stack máy. Nhưng mà khoan, ở dưới hang á thì mình còn thấy nó còn có những cái Let's Play hay sao nè. Chính xác rồi. Cái này là cái thứ mà hôm trước mình muốn đổi với cái anh người lùn thợ rèn này. Nó mở công thức mới cho mình cơ. Khi mà mình đào Let's Play thì sẽ có hai loại ha. Có một loại là Shiny Play, còn một loại là Lesser Play. Ồ. Shiny Play thì mình có đổi thành Greater Play nữa. Công dụng của nó thì sẽ làm được một cái đe ha. Ui cái đe nó làm những cái onta gì nè. Nhìn xịn lắm. Giữ luôn, giữ luôn. Đây còn thêm Play nữa nè. Đó, đào ra, kiếm thêm Lesser Play. Top top. Quá trời đằng này luôn. Như vậy thì tính ra cái này mình không nhất thiết phải đổi với cái anh ở rạn đâu. Mình đi đào nhiều khi còn dễ gặp hơn đó chứ. Nè. Trong một cái hang thôi mà quá trời luôn. Còn những cục xanh xanh đó hình như là Aquarin thì phải. Cái loại khoáng sản mà lần trước mình dùng để làm cây cây cúp với cây kiếm nè. Ok. Gặp đào luôn. Surface đào tiếp. Nhưng mà đi nãy giờ thì mình không có thấy kim cương. Hơi buồn chỗ là không có kim cương thôi. Ý.
Ok. Gì luôn? Mới than một phát cho mình kim cương. Tới cái củ kiệu luôn. Gì đây? Nhân phẩm hôm nay mình hơi bị lên đây. Mới than luôn. Than nữa được không ta? Tham lam. Than nữa thì có bị tham lam đúng không? Hết đường rồi. Hàng cùng mất tiêu rồi. Thôi đào nốt mấy cái này rồi đi lên được rồi đó. Tại vì mục đích chính vẫn là đi tìm Ngọc Lưu Ly hả? Mà có thêm hai viên kim cương là quá là tuyệt vời rồi. Lên thôi. Giờ thì đã có Ngọc Lưu Ly rồi, nên mình khá là tự tin để đi cường hóa. Trước khi đi cường hóa để xem coi, mình có cây, ủa cái dụng cục dụng cụ nào có dòng cường hóa sẵn không? Không có cái dụng cụ nữa. Nó mà cường hóa ra những dòng không tốt là bó tay chấm cơm luôn. Ôi ôi lộn lộn. Ven mining nên hay không ta? Cái cúp này đào một phát một là nó ra tùm lum luôn á. Nhưng mà nó yêu cầu tới 20 30 level lận, mình chưa đủ level. Ven mining đào một cái một là tùm lum luôn á. Ví dụ mình đào một cục đá đúng không, là những cục đá xung quanh nó cũng lụm, nó cũng mất luôn á. Cái dòng này phải đắn đo một xíu nha, tại vì mình ưa thoải mái tay chân á, lỡ đang trong nhà đập cái đùng một phát là cái nhà lủng lỗ tè le không ít luôn, là chết. Rồi những cái Let's Play thì mình sẽ cất tạm vô rương nào vậy ta? Nó là khoáng sản, thôi cất vô rương khoáng sản của mình luôn đi. Cuốn sách Cluster cất ở phía dưới. Rồi đánh một giấc coi. Để tôi ngủ ra đánh giấc. Sáng thức dậy thì tiếp tục hành trình thôi ha. Hôm qua thì mình đã đi qua cái vùng tương đối là nhiều hoang mạc, sa mạc các thứ. Mình thì muốn khám phá đồng bằng hơn mà không thấy đồng bằng đâu. Tỷ lệ gặp đồng bằng ở trong đây rất là thấp nha. Và trước khi đi để mình làm luôn một cái khiên mới cái đã. Cái khiên cũ đợt trước khám phá cái thành phố cướp dân làng nó đập hư mất tiêu rồi, chưa có kịp làm cái khiên mới nữa. Hôm nay mình làm một cái khiên mới luôn và sử dụng số kim cương mới tìm được trong ngày hôm nay. Nâng cấp lên thành khiên kim cương. Đây rồi. Xài cho nó tốt hẳn ha. Đấy. Nhìn khá là chiến rồi đó. Nón thì mình sẽ không sử dụng cái nón này đâu. Cái nón này nó cũng có cái lợi là mình có thể farm được linh hồn, nhưng mà giáp thì nó không cho nhiều lắm. Nó chỉ tương đương với một cái giáp sắt thôi, nón sắt thôi. Có nên dùng tiếp nón Netherite không ta? À không, đổi nón đi. Hôm nay đổi cái nón xương khác đi. Đó, hôm qua đổi nón xương đen, hôm nay đổi nón xương trắng ha. Mỗi ngày một phong cách. Ừ, còn đồ ăn nữa chứ. Đồ ăn, đồ uống mình phải làm cho nó đầy đủ một xíu. Vàng mình có khá là nhiều luôn, nên mình sẽ sử dụng nó để làm thức ăn luôn ha. Đây, làm những cái trái cà rốt vàng. Thêm một chút hạt vàng nữa coi. Đây, làm hết luôn. Được, hai mươi mấy củ cà rốt vàng, ăn no hơi bị lâu luôn đấy. Xong, giờ là tự tin lên đường rồi đó. Hy vọng hôm nay mình sẽ sớm gặp được một cái đồng bằng nha. Chứ toàn gặp những cái hoang mạc như vậy là buồn hiu luôn á. Cộng thêm trái tim đi. Cho lên thêm một trái tim nữa. Tổng cộng là bây giờ mình có 15 trái tim rồi. Chiến đấu cũng hơi bị cháy đấy. Bộ tộc này không có rương rồi. Như vậy thì những cái bộ tộc mà có cái rương sẵn ở trong cái lều á, tính ra rất là hiếm luôn nha. Mình đi ít khi mình gặp lắm. Rồi, lại gặp thêm một cái tàn tích cổng địa ngục. Mình sẽ vô đây mình lượm đồ. Thường thường trong đây ưa có đồ xịn đấy, nên gặp cái này thì chịu khó, mất thời gian trèo lên một xíu thôi, mà lượm được khá là nhiều đồ đấy. Nè, mình có quyển sách gì đây? Ui, quyển sách này mình có thể đưa năm cái kẻ địch lên trên trời và rơi xuống để nhận sát thương á. Ui, cuốn sách này bá đạo vậy. Một cái găng tay nữa nè. Và găng tay này hình như mình đã có rồi hay sao ấy. Nó tăng sát thương mình đánh lên, nhưng mà cũng sẽ tăng sát thương mình nhận vào luôn. Cái này hình như có thể leo được, đeo vô được nè. Mình sẽ đeo vô thử nha. Đó. Ui, cái này hình như cộng dây chuyền hay sao á. Nè, trước ngực mình bây giờ đã có một cộng dây chuyền màu xanh xanh rồi nè. Ui, xịn nha, xịn nha. Khá là đẹp, khá là đẹp. Cái áo không cần. Hết rồi. Cũng cũng được một vài thứ xịn đấy chứ. Bây giờ mình sẽ test thử cái cuốn sách này coi coi có hất được cái anh ai gì
Ender Golem lên trên hay không nha. Thử thử thử. Hất lên trên. Úi, không hất được. Nè 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 nè. Được 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 nhá, nhưng mà hất lên không có cao lắm thôi. Cũng hay, cũng hay. Tên nào láo nháo với mình hất cho lên trời luôn. Đừng có nhờn. Thôi, dùng hoang mạc không có vô nữa đâu. Hiếm lắm mới gặp được dùng đồng cỏ bằng phẳng một xíu. Cái này tạm gọi là đồng bằng cũng được. Ê, ui ui ui. Ui trời trời trời. Tên. Cái tên này. Tên này. Nó chặt một phát. Cái khiên mình dính hồi chiêu liền. Firebrand cấp độ 3. Nỏ. Không có nhiều đồ tốt lắm. Cái găng tay này mà hình như mình đã có rồi đúng không? Ờ đúng rồi, có rồi thì không lụm nữa đâu. Tại vì mình chỉ gắn được một lần duy nhất thôi à. Rồi tiếp tục là một cái giếng bỏ hoang và nó có đồ nè. Lắm. Coi có gì nè. Táo. Cũng tốt, cũng tốt. Ê. Hình như bên đây mình phát hiện có một cái căn nhà nè. Hình như đây là nhà. Ê, còn có bò. Bò vàng nữa. Bò vàng này cho mình hiệu ứng mặt trời. Trời ơi. Bò hoa, bò hoa. Trong đây hình như là nhà của hai vợ chồng hiếu khách thì phải. Ủa, hai vợ chồng hiếu khách kế một cái trại ngựa luôn. Đi ra chỗ khác đây. Hôm nay tâm trạng mình hơi vui nha. Đừng có để mình nóng. Rồi. Lên đây xin chút đồ coi. Lần nào ghé qua chỗ này là cũng có thức ăn free hết á. Đã lắm luôn. Gia thuộc coi lượm luôn á. Trong tương lai nhiều khi lại cần tới gia thuộc thì sao? Lượm. Rồi, cũng được thêm chút thịt bò ăn đỡ đói ha. Để coi coi lần này trang trại ngựa có những cái con ngựa chiến đâu không? Được, giá cả hợp lý thì tới thôi. Một em này tốc độ là 0.26, nhảy là 3 chấm. Ui, có lừa nữa. Ui, 0.26 hình như là em cao nhất trong chuồng ngựa này rồi. Mấy con lừa thì có 0.23 nè, em này 0.23. Nhảy 3.4. Hình như cái em ngựa này là em ngựa xịn nhất nè. Ui, em này là nhảy chạy nhanh nhất thôi chứ không phải là nhảy cao nhất đâu. Nhảy cao nhất là em ngựa này. 3.4 luôn á. Tính ra em này lại tốt hơn nha. Tại vì em này tuy chậm hơn có 0.01 thôi, nhưng mà lại nhảy cao hơn rất là nhiều luôn. Mình có đem theo cái yên không ta? Eo, không có đem theo cái yên rồi. Phải đem theo cái yên thì ngon. Có thể mua bằng 6 ngọc lục bảo, mình không có đủ. Có thể đổi bằng bánh mì hả? Da đủ không? Không đủ đi, đổi luôn. Sắt. Cũng không đủ đổi. Có nhiều thứ để mình đổi ra thành ngọc lục bảo lắm nha. Đợi xíu đi. Mai mốt tính, chỗ này mình lưu lại. Bữa nào rảnh thì quay lại mua sao á. Tính ra hôm ra mình gặp được hai chỗ trang trại ngựa rồi đó. Ủa, đằng trước nó có cái hang gì vậy? Ê, đằng trước mình phát hiện nó có một cái hang gì cơ. Có đường vào luôn. Đúng là gặp được đồng bào một phát là gặp cả đống thứ để mình khám phá nè. Ê, ở đây là chỗ anh một mắt hả? Trời ơi, anh mặc quần xà lõn ra, anh quýnh mình cơ. Sai club nè. Và hình như cái cọng dây chuyền này nó sẽ cho mình một cái lớp khiên ở xung quanh cơ. Thì ra đấy là công dụng của cái khiên sao? Tốt phải. Tự nhiên mình có một lớp khiên phòng ngự xung quanh nè. Ngầu hết. Được rồi nha. Những cái mảnh vỡ này mình có thể làm được giáp cho mình khả năng tàn hình vô hạn luôn. Nhưng mà mình phải giết thêm con sói ba đầu Cerberus nữa thì mới làm được. Ủa, anh size club này là anh size club nhỏ hả? Chứ không phải size club bự. Có thêm sắt nè. Một cái dùi cui. Lượm đi, sưu tầm. Cái này chế tạo được không? À, chế tạo được hả? Chế tạo được thì thôi, không lượm đâu. Có nuôi mấy con cừu nè. Nói chung thì những anh một mắt á, rất là thích nuôi cừu luôn nha. Nghề chính của mấy ảnh mà. Hết rồi. Cũng được cái đe. Thôi kệ.
có, còn đỡ hơn không. Rồi, gần đây thì... Ê... Gần đây mình phát hiện có một tòa tháp gì rất là... Rất là cao luôn nha. Đáng để mình qua đó tìm hiểu đây. Lý nào lại có một tòa tháp cao đến như vậy? Chưa thấy đường vào. Đường vào chắc nó sẽ nằm đâu đó ở hai hướng bên này nè. Qua đây coi thử coi. Đúng không? Không có đường vào á. Ê, còn có con rồng bên kia nữa. Bây giờ ưu tiên rồng hay ưu tiên tòa tháp ta? Mình nghĩ là nên ưu tiên con rồng đi. Tại vì con rồng nó có thể bay đi chỗ khác được. Còn tòa tháp thì nó vẫn ở đây mà. Kìa nó phun lửa kìa. Oh no. Nó thấy mình rồi. Rồng lửa rất là khó sơi nha. Rồng sấm sét thì còn quánh lén được, chứ rồng lửa là không đâu. Vô nào. Mình có cái lớp khiên phòng ngự rất là tốt ha. Nó tấn công bằng lửa mình. Đó, nó bay rồi đó, thấy chưa? Nó đáp xuống là mình sẽ tấn công cận chiến liền. Rồng nè. Mà công nhận cái cọng dây chuyền này rất là tốt luôn á. Nhờ cọng dây chuyền này mà con rồng này hầu như là gây rất là ít sát thương lên người mình luôn. Một trận chiến nha, mà phần thắng áp đảo dành cho mình luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ sử dụng một lọ thủy tinh để mình lấy một lọ máu rồng. Đó, mọi thứ mình lấy một chút thôi. Sau đó thì mình sẽ lấy số 7 còn lại mà con rồng rơi ra. Là sao? Tuy không được nhiều vậy lắm, nhưng mà bù lại mình lại có thêm được một lọ máu rồng mà. Rất là đã ha. Đấy, đánh nhanh rút gọn, nếu không thôi là nó sẽ tàn phá xung quanh này. Nhiều khi nó đập nát cái tòa tháp mà mình định khám phá luôn đấy. Không có đùa. À, trời cũng sắp tối rồi. Mình sẽ chuẩn bị sẵn cái túi này. Một xíu mình ngủ một giấc rồi hả, chui vô trong đó. Dù sao khám phá tất cả các công trình thì mình nên khám phá vào ban ngày nha, để đảm bảo là lượng quái nó sinh ra ít ít một xíu. Đó đó, thấy chưa? Chưa gì nó đã xuất hiện ra những cái tên cướp dân làng đứng bên ngoài canh gác rồi. Ngủ thôi. Đợi xíu sáng đi, anh tới công chuyện với các cưng. Từ từ các cưng cũng sẽ lên thớt thôi. Đấy, đâu rồi? Đây, bên đây. Thích bắn nhau không? Cùng mình hơi bị mạnh. Rồi. Ui, mấy thanh niên này còn có tên quýnh trống thổi kèn gì kìa. Có máu văn nghệ vậy. Ui trời ơi. Nè, quýnh trống các thứ này. Quýnh trống cái gì? Quýnh trống nè. Mấy thanh niên này có đeo đá quý trên trán, đồ nhìn xịn ghê á. Mà không, mạnh xịn thì xịn, nhưng mà mạnh thì không bằng cái kiếm của mình đâu. Một nhát thôi là đi một tên ha. Cực kỳ đã luôn. Rồi, có thêm thịt bò và mũi tên cho mình bắn. Cũng tốt. Nè, ở đây hắn còn xây hẳn một cái bức tượng mặt của những tên cướp dân làng luôn nè. Những tên pillager nè. Ghê thiệt. Ui, tên nào mới bắn mình đấy? Ui, vụ gì? Tên này. Bắn cái gì? Bắn đâu có xi nhê đâu. Ui, có. Hết lớp khiên rồi, hồi nãy bắn là do trúng cái lớp khiên á. Khi mà hết lớp khiên thì vẫn nhận sát thương như thường thôi. Rồi, giờ thì khám phá nào. Đường lên khá là trong gai đây. Ui, trên đây tối thui à. Mình cần phải có một chút ánh sáng ở trên này. Ui, trong đây có những cái lồng spawn của zombie nè. Mình sẽ đi vô. Vô trong đây coi như thế nào. Hơi bị nhiều nha. Nhưng mà những con này thì chỉ một nhát là đi rồi. Do Saber mình quá khỏe mà. Đặt luôn cái lồng nha. Đấy. Coi nào. Ý, không ngờ trong đây lại cho mình nhiều đồ như vậy. Rìu kim cương. Có Elite Band cấp độ 9 nè. Cái rìu này mà chặt một phát là những cái con cướp dân làng nó chỉ la làng thôi, chứ nó không không chống nổi đâu. Quá tốt. Bây giờ mình sẽ một xíu mình gặp mình test thử cây rìu luôn ha. Đây còn một cái lồng nữa. Đặt nốt luôn.
Tiếp tục là dụng cụ kim cương nè, và cả kim cương và ngọc lục bảo nữa. Hiệu suất cấp độ 9. Wow, cái này ép vô cây cúp mình là bao đã luôn. Gia tài cấp độ 6. Hiệu suất cấp độ 4. Quá nhiều đồ tốt luôn, chạm mỏng cấp độ 5. Ghê vậy. Không ngờ chỗ này nó lại giàu có đến như vậy luôn á. Toàn là đồ hiệu suất xịn thôi. Đi một xíu mà vơ được cả đống đồ xịn về. Quá xá đã luôn. Rồi mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ bỏ lại. Giờ test cây rìu nè. Có dòng Elytra Band cấp độ 9. Để coi coi mình chặt một cái có chết tên cướp dân làng hay không. Ê. Hình như đây là tên vua cướp dân làng. Hắn cầm rìu. À, vua cướp dân làng nè ha chặt. Vua cướp dân làng. Mà mình dùng cây rìu mình chặt ba cái ngụm luôn. Đây chính là cây rìu khắc tinh của những tên cướp dân làng rồi. Mạnh thật sự. Đã, mình thích nó. Bắt đầu khoái khoái chảy nước miếng với cây rìu này rồi. Và những tên này là cướp dân làng nên rất là giàu có luôn nha. Hồ báu của hắn nè, sắt nè. Ngọc lưu ly nè, ngọc lục bảo nè. Tan nè. Đủ thứ loại khoáng sản luôn. Mình ở nhà nghèo móc meo luôn, còn hắn ở đây sắt đem chân bài lụm hết tịch thu. Cái tội chân bài bừa bộn tịch thu hết luôn. Ủa hồi nãy mình có lụm được cây cúp nào hiệu suất không nha? À đây đây, có cây cúp hiệu suất cấp độ 9 nè. Lấy ra đào cho nó nhanh. Trời ơi, đào bể nhà người ta luôn rồi. Ghê vậy. Hiệu suất cấp độ 9 có khác. Đào hơi bị nhanh. Rồi, có thêm khá là nhiều khối ngọc lục bảo mang về cường hóa rồi. Và trong rương mình muốn an toàn nên mình sẽ kiểm tra coi có dấu mìn không. Ok, không có dấu mìn là được. Mình sợ lắm, có nhiều tên ranh ma á. Chơi mà dấu mìn các thứ mình sợ đập. Đập tầm bậy rồi nó nổ banh xác nữa. Mất đồ, không đáng có đâu ha. Rồi, cái này thì mình sẽ có một cái kiếm. Kim cương bình thường thôi. Chạm mỏng cấp độ 5 nè, lượm. Chạm mỏng cấp độ 7, lượm luôn. Lời nguyền à, thôi. Gia tài 5. Quá là nhiều dòng gia tài xịn luôn á. Sức mạnh cấp độ 6. Kim cương, ngọc lục bảo. Lời nguyền, lại là lời nguyền nữa. Poison focus cấp độ 7. Lượm. Quá nhiều, quá nhiều đồ cường hóa luôn á. Tính ra mình vô đây mình toàn được đồ cường hóa xịn thôi. Bình thường đi khám phá làm gì có được. Bữa nay là ngày hên của mình rồi. Lụm cất chưa, bỏ túi liền, không mất đấy. Rồi. Quá xa đã. Đi ra khỏi chỗ này thôi. Tự nhiên vô được một cái tòa tháp cướp dân làng cực kỳ giàu luôn á. Giàu nhất từ trước tới giờ mà mình khám phá luôn. Đã nha. Thôi bye bye mấy cưng nha, anh đi đây. Không gặp lại đâu. Lấy xong chuồn mà. Né. Né nó. Và khi nãy mình còn thấy dưới này nó còn có một cái khu vực. Không biết là cái này có phải là chuồng ngựa hay không nữa. Mình nhìn thấy khá là lạ luôn. Coi thử nào. Không, đây không phải là chuồng ngựa mà đây là chuồng nuôi heo. À có một em ngựa nè. Ui, em ngựa này nhảy 4 chấm luôn nha. Còn cao hơn những em ngựa trong chuồng ngựa đằng kia luôn. Ngựa nhảy siêu cao ấy. Heo nữa, thôi. Không lụm đâu. Rồi, có vẻ là cái vùng đồng bằng này rất là may mắn luôn. Vì mình đã gặp được tới hai công trình khám phá cho đồ xịn rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi trên cái vùng đồng bằng may mắn này thôi. Ui, hồi nãy mình lỡ viết cái tên có cái lá cờ hiệu rồi. Nên mình bị dính cái lời nguyền rồi nè. Ui, mình kích hoạt luôn rồi. Mình kích hoạt cái cuộc xâm lược luôn rồi. Chưa, để mình nhận những cái món đồ từ những cái thành tựu đó đã. Rồi luôn, lỡ kích hoạt rồi. Mà không sao, mình có cây rìu khắc tinh của những tên cướp dân làng mà. Mình sẽ dùng cây rìu này để đánh bại bọn chúng á. Tên nào tới là mình sẽ cho một hit vô mặt liền. Ui, ngôi làng này đông dân làng vậy. Ừ, rung chuông đi mấy bác, rung chuông đi.
rung chuông đi, nhiệt tình lên, cố lên. Để mình coi những tên cướp dân làng đi từ hướng nào lại. Ờ mấy bác rung đi một hồi rụng cái chuông ra bây giờ luôn nè. Rung gì mà rung dữ không biết nữa. Ủa rồi những tên cướp dân làng đâu? Không thấy nó luôn ấy. Ủa? Bọn chúng đâu rồi? Không biết là bọn chúng đi cướp dân làng từ hướng nào nè. Giờ phải đi tìm bọn chúng nữa. Khổ thân thiệt chứ. Kích hoạt xong còn phải còn mất đi tìm nữa. Làm khó nhau quá nha. Mà mình tìm vòng vòng mình cũng có thấy đâu. Mấy con cướp dân làng này bị làm sao ấy. Thiệt á. Thôi dẹp cho khỏe đi. Không có bảo vệ gì hết á. Ngồi ở đây mất cả buổi trời không thấy cái tên nào lại sao mà quánh được. Thời gian này mình đi khám phá nhiều khi còn im hơn á. Rồi qua đây khám phá tiếp đi. Mấy bác dân làng đó có mấy cái anh bộ tộc mà. Hàng xóm tốt bụng chắc mấy ảnh giúp đó. Mình tập trung chuyên môn đi khám phá tiếp. Nè lấy thêm táo vàng coi. Đấy. Lượm táo vàng. Ổn rồi, táo vàng là toàn là mình lượm không á. Chứ mình không có chế tạo đâu. Đồ lượm không á. Kìa đằng kia còn có cái tòa nhà gì nữa cơ. Im á. Vào bên đó khám phá được. Chợ. Đi khám phá thôi. Tòa nhà này không biết là có phù thủy trong này không. Tại vì cái vùng này nhìn rất là giống đầm lầy luôn. Mà đầm lầy thì là nơi ở lý tưởng của những cái bà phù thủy. Và hồi nãy khi mình nhận cái thành tựu giết rồng sấm sét á, mình có được một trái tim voi nè. Trái tim của con voi. Không, voi tiếng Anh nha chứ không phải con voi tiếng Việt á. Ui. Oh. Bathroom. Ui cái này nó còn ghi sẵn tên luôn ạ. Có bathroom đàng hoàng luôn nè. Cái này giống như một cái thư viện vậy. Ui ghi chữ gì đây. Tiếng Anh không luôn. Ôi mình không muốn đọc đâu. Mình đọc mất công các bạn lại trầm cảm về cái khả năng đọc tiếng Anh của mình nữa. Employ only. Có rương. Một cái bản đồ. À một cái bản đồ tìm kho báu. Im. Một cái vũ khí gì nè. Vũ khí 13 sát thương luôn nha. Chơi. Im vậy. Lượm được cái vũ khí to đùng luôn. Chết rồi, mình gớt xuống sình rồi. Không. Trời ơi, xây nhà kiểu gì không biết nữa. Ở đây nguyên cái dũng sình luôn. Rồi, có dấu rương phía sau không? Không có. Rồi, giờ thì có cầu thang đi lên nè. Mình sẽ đi lên trên tầng trên coi. À, mình nghe tiếng bà phù thủy. Im. Nghe nó. Ủa, bà đâu rồi? Ồ, bà không có này, hình như bà hết tên tầng trên nữa. Bà cười kìa, cười mắc ghét thiệt chứ. Ở đây rồi, đây rồi. Ám sát bà phù thủy. Một bà phù thủy đã ra đi. Ở đây đi, còn bà nữa. Phù thủy nè, ám sát thành công. Lượm luôn cái mũ luôn. Rồi, còn gì khác không? Thuốc hồi máu tức thì. Ok, lượm luôn. Nón của bà lượm luôn ha. Rồi để coi tầng trên này thì có rương nè. Tầng trên này có rương. Một cái dụng cụ gì đó. Thêm một cái bản đồ kho báu nữa. Không biết là mấy bản đồ này nó có bị trùng hay không nữa. Vũ khí này mình lượm tạm đi một xíu, mình ra ngoài mình test thử. Hết rương rồi. Ồ chỉ có đúng một cái rương thôi. Và nó vẫn còn đường đi lên trên nè. Tính ra cái này người ta xây cao thiệt á. Cái này có thể ngắm ra được bên ngoài luôn nha. Ở đây ban đêm hơi bị chill á. Đúng luôn. Ban đêm ra đây hóng gió là hết sảy ha. Có mình có thể làm được một cái mắt của phù thủy nè. Ghê vậy, giữ luôn đi. Rồi. Giờ lấy cái túi ngủ ra. Đánh dấp trên nóc nhà bà phù thủy coi. Ngủ trên nóc.
cho nó mát ha. Và sáng thức dậy, mình sẽ lần lượt test những cái vũ khí mà... Ủa, cái này cho mình cái gì vậy? This quiver hold a number of harpoon that swiftly pierce through enemy on land or underwater. Không biết nữa. Mình chém vậy thôi chứ mình cũng không biết công dụng chính của nó là gì nữa. Cái này thì là vũ khí đánh cận chiến rồi. Có nhiều thứ lạ thiệt ha. Đằng kia vẫn có một cái lều của bào phù thủy mà cơ. Nhưng mà đó là một cái lều kiểu như là bị bỏ hoang rồi. Mạng nhện đóng tùm lum tài le hết. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay, cái ba lô của mình nè, ta nói nó giàu thiệt sự luôn á. Đồ là toàn là đồ cường hóa cấp độ cao không nha. Từ từ mình sẽ coi những cái nào thích hợp nhất và tốt nhất. Mình sẽ tách ra, rồi sau đó ghép vào vũ khí cũng như là dụng cụ của mình để cho nó thật là tốt và dùng được hiệu quả nhất ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá cực kỳ bội thu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.